Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Em tiếp tục giới thiệu một cái video mới, vài sản phẩm mới, đồ gia dụng, túi xách, đồng hồ vân vân. Đến với anh chị, chú bác, hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Lưu ý, em có để cái số điện thoại bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và do là những cái hàng này thì mọi thứ nó chỉ có một thôi, cho nên là nếu mà anh chị nào mình chốt trước thì em đã ok với anh chị đó, em chốt rồi thì người đến sau thì không có được. Chứ không phải là em lên đây em quay để câu view hay là gì hết anh chị ha. Có nhiều anh chị mua hàng hoài không được, cái video mình giận lên mình nói là em câu view hay gì đó, không có nha anh chị, tại vì quay video nó cũng rất là cực nha. Thêm một vấn đề nữa là khi mà anh chị nhận hàng của bên em thì luôn luôn em có check ở cái chỗ là mình được xem hàng trước khi nhận, để mình đảm bảo là em gửi hàng cho mình thì là hàng như này, nó không bể vỡ, không móp, không trầy gì hết. Nhưng mà qua vận chuyển thì ví dụ ở đây em gửi ra miền Bắc thì nó qua cả tuần lễ ở trên xe người ta vận chuyển cho mình, thì có những cái nó cũng sơ suất là nó cũng bị lủng, bị bể, bị vỡ, bị móp. Thì khi mà anh chị nhận hàng mình kiểm tra trước giùm em, nếu mà nó có bể vỡ móp mà em không có báo trên video thì có nghĩa là nó lỗi do vận chuyển, thì mình báo lại với em thì em sẽ nhận lại gói hàng đó và em sẽ có xử lý bên vận chuyển là họ có thể bồi thường cho em hay gì đó, rồi em sẽ bồi thường lại cho khách mình, tại vì khách mình chuyển khoản trước rồi mà. Còn nếu như mà mình không có kiểm tra hàng trước khi nhận và mình đem về nhà rồi mà nó có cái lỗi á, thì bên đó họ sẽ không không chịu trách nhiệm nữa, và trách nhiệm nó chỉ còn là ở em và ở khách thôi, thì nó cũng hơi khó cho mình, tại vì những cái món này đôi khi nó độc đáo, mình kiếm lại cái món thứ hai không có, mình cũng rất là tiếc anh chị ha. Mình tiếc về về tiền thì nó cũng là một phần là về cái hàng hóa, cái đó nó rất độc, rất đẹp, mình rất thích, mình tìm lại không được. Đó, thì anh chị lưu ý là mình kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nha anh chị. Rồi, nói hơi nhiều ở đầu video anh chị ha. Đầu tiên em sẽ có một cái chiếc nồi men. Nồi men này rất là hay luôn, rất là xịn nha. Bình thường thì em hay bán nồi của Nhật, nhưng mà riêng chiếc nồi này là nồi của Đức, made in Germany ha. Lâu lắm rồi em có bán được một lần một cái nồi của Đức nữa, và nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là hàng đã qua sử dụng, độ mới nó không cao như là hàng Nhật, nhưng mà chất lượng nó rất là xịn luôn, tại cầm lên nó nặng hơn nhiều so với cái nồi Nhật nha anh chị. Nồi Nhật đã xịn vậy rồi á, nồi Đức mình cầm mình thấy nó nặng hơn nhiều. Khi em cầm chưa có coi gì hết, em cứ tưởng nồi Nhật không, mà cầm lên nó quá nặng thì em mới kiểm tra lại, đúng rồi, cái này là nồi của Đức, không phải nồi của Nhật đâu. Nồi của Đức họ làm nặng ở cái phần này nè, cái phần men này nè, phần thân nồi á nó cực kỳ nặng và phần đáy nồi nó nặng lắm luôn. Cái nồi này cái đường kính miệng của nó được 21 cm nhân với chiều cao là 13 này, đường kính đáy cũng là 21 luôn. Họ làm rất là đơn giản như này thôi, nó không có cầu kỳ nhiều như là hàng của Nhật. Ở Đức người ta đơn giản, một số sản phẩm người ta làm đơn giản vậy thôi nè anh chị, cơ bản lắm luôn ha. Nắp thì là nắp men màu cam, phần tay cầm, phần cầm này thì bằng nhựa, nắp bằng men ha. Rồi phía bên trong cái này là nó dính dơ thôi anh chị, nó không có lỗi gì về men hết nha, nó không có bị rạn hay gì hết, không có lỗi gì hết. Phía bên ngoài đây, ở cái đáy thì do những cái vết này nè có sử dụng rồi mà, với lại nó không có bao bì đó anh chị, cho nên là những cái vết trầy này là bắt buộc phải có rồi. Mình để trên bàn đồ đó chuyển qua chuyển lại thì dĩ nhiên nó có những cái vết trầy này. Rồi hoa văn thì là hoa đơn giản thôi, và nó xoay tròn hết nguyên cái nồi luôn. Đây cái chữ Germany nằm ở đây nè, made in Germany nó nằm ở dưới này nè anh chị ha, không biết em quay được không đó, made in Germany ở đây ha. Rất là đẹp, rất là nặng luôn nha anh chị, nặng cực kỳ. Cái size này nó cũng dễ xài và nó không có cái tì vết gì về men hết. Lưu ý là cái nồi này thì đã có sử dụng rồi á, chứ không phải là hàng chưa sử dụng đâu. Có sử dụng rồi nhưng mà không có trầy trụa, giống như là người ta sử dụng ít lắm, không có trầy gì về bên trong hết nha anh chị. Nhưng mà cái đáy của nó thì nó có trầy nhẹ như này, là do mình để mình di chuyển. Rồi cái này thì mình xài được bếp từ vô tư ha, nồi men thì mình xài được bếp từ. Rồi anh chị thích cái nồi này thì mình chốt giúp em mã là nồi men Đức nha, giá 950.000, nồi men của Đức, hiệu của nó là Asta nè. Nếu mà anh chị nào mình thường xuyên xài hàng Nhật á thì mình có thể mua thử cái nồi Đức này thử xem, giá nó cũng khá mềm thôi, nó chưa tới 1 triệu mà, thử xem là nó khác biệt so với cái nồi Nhật như thế nào. Nồi Nhật thì họ sẽ làm kiểu hoa hòe hơn, chỉnh chu hơn về thiết kế, nó không có đơn giản nhiều như này, họ làm đủ màu đủ kiểu hết. Còn nồi Đức á thì em gặp được hai cái
nồi men á nha, nồi men gặp được hai cái thì nó cứ vậy thôi nè, nó kiểu đơn giản vậy đó, nhưng mà nó cực kỳ nặng luôn, nặng hơn nhiều so với nồi của Nhật. Rồi em có một cái chiếc đồng hồ bát giác, đó, đồng hồ này là cũng bằng gỗ ha, thương hiệu là Citizen của nội địa Nhật này, chữ Japan nằm đây, máy của nó là máy nhỏ. Đồng hồ này thì em nghĩ là người ta có treo rồi nè, cái chỗ treo nó có hơi chày chày nè, giống như là người ta đã có từng treo rồi nên chị. Có thể là treo để bán hoặc là có treo trong nhà. Đó, mình treo rồi thì nó cũng vậy thôi, nó cũng đâu cũ thêm đâu. Size này nó nhỏ hơn cái size đồng hồ bát giác lúc trước em có bán nha. 36 nhân với lại 34. Đó, cái này thì nó hay hơn ở chỗ là họ làm thêm cái hoa văn này nữa. Cái này bằng gỗ hết, hai cái này là gỗ hết nha anh chị. Làm thêm hoa văn này nữa nhìn nó nổi bật cái đồng hồ mình lên. Như này anh chị ha. Số là số Latin luôn. Những cái mẫu này á thì nhìn nó đơn giản vậy đó, anh chị treo ở cái góc phòng nào cũng được, không có bị kén. Trong nhà mình treo phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn gì đó đều được hết. Nó không có kén cái vị trí tại vì nó đơn giản, gọn nhẹ. À, em gắn lộn pin hay gì. Đây, đồng hồ chạy bình thường anh chị ha. Đó, hàng nội địa Nhật ha. Và mua đồng hồ á em thì anh chị nếu đã từng mua rồi thì mình biết rồi đó. Hàng nó như thế nào thì em sẽ báo như vậy thôi. Và về phần máy rồi đó thì rất là đảm bảo nha. Em không có binh biến, không sửa chữa, không thay đổi gì hết đâu ha. Máy là có dập chữ Japan ở đây. Cái này là sử dụng một pin nhỏ nè. Và anh chị nào mua cái đồng hồ này thì em tặng luôn cái pin này. Pin này nó đi theo đồng hồ đó anh chị. Nó họ bỏ theo á cho nên là em tặng luôn nha, tặng luôn cục pin nhỏ này. Cái ở chỗ này nè nó có hơi bị kiểu như là để lâu á đó. Ở đây nên chị nè, chỉ là dơ thôi, mình về mình vệ sinh giùm em nha. Đồ mới cũng tầm khoảng 90% á, về mặt thì rất là mới luôn, ở xa thì mình thấy nó hơi bết bụi dơ đó. Cái đồng hồ này thì em bán cho mình với giá là 1950, anh chị chốt cho em mã là đồng hồ bát giác nha, 1950. Rất là xịn ha, rất là phù hợp để mình sưu tầm. Ôi, để đây nó bể. 1950 đồng hồ bát giác nha anh chị. Nè. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc máy pha cà phê. Máy pha cà phê, Coffee Mug này, mã của nó là NC45A. Máy này thì dùng trong gia đình hoặc là trong văn phòng nhỏ nhỏ thôi anh chị, không phải là dùng ở trong quán nha. Nó là size nhỏ, nó pha được 4 cup nè, 4 ly cà phê như này. 4 ly thì cũng nhiều hơn so với những cái ly mà những cái mà hôm trước em bán rồi đó. Cái này là hàng nội địa Nhật nha anh chị, mới full như này, chưa sử dụng. Full hộp luôn. Hôm nay em làm cái góc quay này nó hơi khó nhìn anh chị ha. Rồi. Cái này là sử dụng một điện 100V nè, công suất là được 450W. Còn full cái cuốn hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản luôn. Cái hiệu nó là hiệu chữ Nhật không á, cho nên là em không có đọc được cái này. Ví dụ như Tiger, Thomas rồi thì chữ tiếng Anh thì mình còn đọc được. Đó, để mình đông một hai. Xài điện 110V và nó chưa có sử dụng luôn. Ô, cái này khó lấy ra quá. Đây. Wow, rất là đẹp luôn anh chị, cái màu nó cực kỳ đẹp luôn. Và nó là cái phơm nó nhỏ như này nha. Nhỏ nhưng mà cái chỗ mà mình pha cà phê nó được to, cho nên là mình pha được tới 4 ly rồi. Đây. Màu là màu nâu đỏ. Xuất sắc, rất là đẹp luôn. Đó, cái này là hàng nội địa Nhật nha anh chị. Cái này là đi. Đây. Cái này là để mình để nước nè. Mình để nước bên này ha, rồi cà phê ở đây. Rồi khi mà nó xong thì nó họ pha thì nó pha thì nó sẽ xuống dưới cái này, bằng thủy tinh. Đây, để coi cái thông số này. Tiếng Nhật không luôn. Được 0,6 lít. 600ml nước. Rồi, ở đây mình chỉ có hai nút là nút bật và nút tắt thôi.
Đó, nút bật và nút tắt thôi. Và khi mình ghim điện trực tiếp như này nè, khi mà nó mình để cái cà phê trên đây luôn đó, là và ở đây nó có cái chỗ hâm luôn nha. Khi mình pha cà phê xong không, mình để cái này ở đây thì khi mà cà phê nó nguội á thì nó sẽ tự tự động nó làm nóng lên cho mình, nó giữ nóng cái cà phê mà mình đã pha mình chưa dùng tới á. Nó rất là hay ở chỗ đó anh chị ha. Đây 100V 450W này, 169 độ C. Nó là và cái độ nhiệt độ của nó đạt được là 169 độ C. Rất là xịn ha. Coi bên này. Đó, ở đây là bằng thủy tinh. Cái đồ để pha là bằng thủy tinh nè. Rồi cái chỗ để mình để cà phê vô là đây. Là cái này là màn lọc nè anh chị. Rồi mình để cà phê vô đây. Nó lọc qua một cái rây này rồi nó xuống đây nó lọc một lần nữa ha. Rồi cái này đậy lại. Rất đẹp luôn. Đây ở đây họ có cái phân vạch cho mình nè, đầy tới đây là được 1 ly nè, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Này bằng thủy tinh luôn nha anh chị. Thủy tinh của Nhật á, thì nó sẽ chịu nhiệt rất là cao. Cho nên là anh chị yên tâm là không có bị mà nóng quá cái nó tức nó bể đâu anh chị ha. Nó rất là mỏng nhẹ thôi nhưng mà nó rất là xịn, chịu nhiệt được rất là cao. Về kích thước của cái máy pha cà phê này là được em đo sơ sơ thôi ha, là được 19 nè, nhân với lại chiều cao là được 20 đó. Còn bản ngang của nó tầm khoảng 13 cm. Nó nhỏ gọn lắm luôn chứ nó không có phải là bị to đùng nha. Zin chưa sử dụng luôn, rồi dây zin theo luôn. Rồi anh chị nào thích cái máy này thì mình chốt giúp em cái mã là máy pha cà phê. Máy pha cà phê này cái giá đâu rồi ta? 950.000 đó anh chị. 950, anh chị chốt cho em mã là máy pha cà phê giá 950.000. Rất là đẹp luôn, lâu lắm rồi em mới về được máy pha cà phê. Và cái máy này là hàng nội địa Nhật luôn nha anh chị, chứ không phải là hàng sản xuất tại Trung Quốc đâu. Hàng nội địa Nhật, rất là đẹp. Đây, máy pha cà phê 950. Rồi, này của cái này luôn. Tiếp theo là em sẽ có thêm một cái bộ nồi men nữa. Bộ này thì nó mini, dễ thương lắm. Bộ cực kỳ mini luôn và nó cũng không còn cái hộp nha anh chị. Cái này là hàng nội địa Nhật nè. Nó không còn cái hộp. Cho nên là em chỉ báo độ mới là khoảng 90% thôi. Có qua sử dụng. Em nghĩ là chưa qua sử dụng đó, nhưng mà do là không có cái hộp nên nó có những cái va vấp nhất định rồi. Cho nên là em sẽ báo là 90% á. Dung tích của cái nồi là được 1,5 lít. Cái size của nó là 16 cm. Cái size nhỏ này thì lúc trước em cũng có bán được một bộ nhỏ. Bộ nhỏ màu xanh á, cũng cái size này. Cái size mà 20cm này, 18cm là mình gặp nhiều nha. Còn cái size mini như này là khó gặp. Và cái size to đại hơn nữa là khoảng 24-26 thì lại khó gặp hơn nữa. Thường là mình có gặp có khoảng 20 với 22-21 là nhiều. Rồi cái hai cái này là nó cùng một bộ đó anh chị, cùng một hoa văn ha. Nhưng nó không có cái hộp. Nhưng mà cái phần cán này nè, với cái phần nắp của cái quánh á, thì nó là bằng gỗ. Còn cái phần cán của cái nồi á, thì nó là bằng nhựa. Nhựa giả gỗ nha anh chị đó. Nhìn xa xa thì mình thấy giống hệt nha. Nhưng mà khi mà mình cầm lên trên tay thì mình biết cái này là nhựa giả gỗ nè. Còn cái này là gỗ thật. Rồi em đo cái size cho mình ha. Size của cái nồi á, là đo được là 18cm là bên ngoài ha. Còn cái phần vành bên trong á, là nó được phần lọt lòng bên trong là được là 16cm. Rồi cái size của nó chiều cao lên là được 9cm. Phần đáy là được 16cm. Rồi cái quánh, cái quánh là 14cm nhân với lại 9 nhân với cái đáy là cũng được 15cm. Đó. Cái này thì nó rất là tiện khi mà anh chị mình nhà mình ít người nè, mình sống một mình hay là hai người thôi, hoặc là mình đôi khi mình cũng cần nấu những cái món ít đó, thì mình sẽ cần những cái nồi nhỏ nhỏ như này. Nồi to thì thứ nhất là nó tốn nhiên liệu, thứ hai là nó không đẹp cái bếp nhà mình. Rồi cả bộ rất là đẹp luôn nha anh chị, độ mới khoảng 90% là không có cái vết lỗi gì ở cái phần men để nấu hết nha anh chị. Đó, không có lỗi ở men, nhưng mà nó có cái va vấp, ví dụ như chỗ này nó hơi chạy nhẹ nhưng chưa tới lớp men đâu, tại vì do vận chuyển mà không có cái hộp, không có bao bì đó, thì nó từ bên Nhật lận mà nó tới về với mình cũng xa đó. Cho nên là độ mới em chỉ báo 90% thôi nha. Anh chị nào mà mua tặng thì không nên mua bộ này, này mình chỉ nên mua xài thôi.
mình chốt giùm em mã là bộ men mini, giá là 1350. Cho một bộ hai cái luôn nha anh chị. Và em bán chung bộ luôn, không có tách lẻ ra. Tại vì nó cùng một bộ mình tách ra nó tiếc lắm, mai mốt mình kiếm là không có. Bộ men mini giá là 1350 ha. Rồi, em có một cái này. Này là một cái set hai cái khăn của thương hiệu Westwood. Westwood này thì mình cũng gặp rất là nhiều rồi. Và họ gia công ở rất là nhiều nơi. Ở Việt Nam thì em thấy cũng có bán nghi là gia công Việt Nam nữa. Nhưng mà thật sự thì em cũng chưa có tìm hiểu nhiều về cái thương hiệu này, cũng như là về cái khăn này ha. Nhưng mà riêng cái này thì nó là hàng nội địa Nhật này. Anh chị có thể search cái mã này thì nó sẽ ra được cái thông số, thông tin của cái set này. Set này thì gồm có hai cái khăn như này. Westwood thương hiệu của Anh ha. Hai cái khăn 100% cô tông. Đây, cái size của nó là họ ghi đây nè anh chị, là 34cm x 75cm. Cái màu là cái màu xanh, cái màu xanh này là cái màu thương hiệu của cái thương hiệu này luôn. Họ là thường hay làm màu xanh này. Và cái Westwood này thì mình hay gặp là những cái đồ đồ thủ công mỹ nghệ, là đồ gốm, như là bình trà, những cái thố, những cái chén, cái dĩa rồi đó. Và họ thường xuyên sử dụng cái tông màu xanh này, hoặc là đậm hơn hoặc là nhạt hơn ha. Nhưng mà màu xanh là chủ đạo. Và nó là một cái thương hiệu sản xuất đồ dòng cao cấp, chứ không phải là dòng bình dân nha anh chị. Dòng cao cấp ha. 100% cô tông thì họ ghi ở đây. Nó có hai cái nha, và em sẽ không mở ra đâu, tại mở ra rồi á cái em xếp lại như vậy không được, thì em chỉ đọc cái thông số cho anh chị xem ha. 34 x 75 cm, tức nghĩa là nó cũng to đó anh chị, chứ không có nhỏ đâu. Đây, 34 là tới đây này. 34 này, 75cm là cũng to lắm, là cỡ vừa cái khăn tắm nhà mình rồi. Đó, 75 là dài lắm nha anh chị. Rồi, và được hai cái luôn nha, cả set là hai cái, mới chưa sử dụng đâu. Rất là xịn ha, những cái này thì nó thấm hút nước rất là tốt, và màu sắc nó cũng khá đẹp. Em thấy cũng có một số kênh anh chị đã bán những cái khăn mà hiệu như này luôn anh chị, khăn tắm hiệu cũng khá là đắt. Những cái này thì lâu lâu em gặp nè, em thấy đẹp thì em mua về để em giới thiệu cho anh chị thôi, chứ em cũng không có chuyên đâu. Thì em là chuyên nồi niêu, son chảo, túi xách vân vân ha. Rồi, những cái này thì lâu lâu đọc lâu lâu mới có. Westwood của Anh, mình chốt giúp em mã là khăn xanh nha. Cả set này em bán là 350.000, khăn xanh 350. Thậm chí là anh chị mua Everon hay gì đó là một cái nó cũng 400-500.000 rồi. Mình chốt giúp em mã là khăn xanh 350.000, chỉ có một set duy nhất luôn. Rồi, em có vài cái chiếc ví này. Đó, vài chiếc ví và combo giá rẻ luôn cho mình nha. Em có một cái chiếc ví này. Cái da này đó, anh chị nhìn nó giống như cái da linh dương. Nhưng mà ở trên cái ví đó, nó không có cái chứng nhận, không có ghi gì hết. Cho nên là em chỉ báo là cái ví da thật thôi. Nhưng mà cái sớ da này là rất là giống da linh dương nha anh chị. Cái hiệu của nó là chữ L, là cái hiệu... hiểu nó đi, Lysin gì đó, Lysin. Nhưng mà sập tìm á thì không có thấy cái này. Em nghĩ là họ là một cái cửa hiệu thủ công nào đó họ làm, cho nên là cái danh tiếng họ không có nhiều, nên mình sập tìm không có. Nhưng mà nó cũng là được sản xuất tại Nhật anh chị ha. Cái dòng chữ này ghi là được sản xuất tại Nhật nè. Lót bên trong là lót vải sạch sẽ, bên đây là da cũng lót vải luôn. Làm cũng rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Màu của nó là y như trên hình đó anh chị, nó không có đậm đâu. Nó rất là giống cái vân da linh dương nha, nhưng mà em chỉ báo là da thật thôi, chứ không có bán theo giá của da độc lạ gì đâu ha. Size của nó là được 19 nhân với lại 9.5. Nó mỏng nhẹ như này nè anh chị. Nam nữ đều xài được. Các chị bỏ một cái điện thoại nhỏ nhỏ vô đây cũng được luôn á. Chỗ này nó có cái ngăn này nhỏ nhỏ nè. Rồi, mình chốt giúp em mã là ví số 1 nha, giá 350.000, ví số 1 350. Cái tình trạng là giống như chưa sử dụng luôn đó anh chị. Chưa sử dụng, khóa là khóa IKK luôn nha, rất là xịn luôn. Nhưng mà tại vì do nó không có chứng nhận gì hết, cho nên là em cũng không có dám chắc ăn nữa. Là tại mình cũng tay ngang mà, cũng đâu có biết được hết được cái da đâu. Nhưng mà em cũng có cầm được, có xem được cái da này, da linh dương này rồi, thì thấy cái sớ này nó rất là giống luôn. Nhưng mà không có báo với anh chị là da linh dương đâu nha. Ví số 1 350.000, một chiếc ví da thật ha. Cái màu đó là như này luôn nha anh chị. Ví số 1. Rồi, em có combo hai cái ví này.
Một cái là của Levi's này, một cái của cái hiệu hiệu gì cũng đắt lắm, cũng lớn lắm này. Cái hiệu nó là đó, cái hiệu làm này này, Maltech gì đó. Cái này á, thì da rất là xịn luôn, nhưng mà độ mới không có cao. Màu nâu phối với màu đen nha anh chị. Ví này là ví dài, phía bên trong là lót da luôn đó. Nè, đây đây đây, cái hiệu nó đây, Maltech gì này. Đó. Hiệu này hình như là của Ý hay của Pháp gì đó, của Ý, hình như là của Ý, em đọc sơ sơ là của Ý. Rồi, cái này á là ví đứng. Đó. Ở đây có một ngăn nữa ha. Full da luôn như này nha anh chị, độ mới không cao, được tầm khoảng 75 đến 80% thôi. Da thì mặt ngoài người ta xài nhiều rồi cho nên nó bóng lên luôn. Rồi một cái của Levi's này, Levi's này thì không biết em đọc gì có đúng không nữa. Levi's này thì em thấy là những cái thương hiệu, những cái chiếc áo sơ mi nè hoặc là quần jean á thì nó có hay có cái hiệu này. Thì nó là một cái thương hiệu dòng bình dân thôi, không phải là quá cao cấp đâu. Và giá trị của những cái chiếc ví của nó thì tầm cũng khoảng 2 triệu mấy 3 triệu thôi, chứ không có quá là cao, nhưng mà cũng không phải là hàng rẻ nha anh chị. Nếu là hàng thật đó nha. Cái này thì là full da thật luôn và độ mới cực kỳ cao luôn này, giống như chưa xài luôn đó. Giống như chưa xài luôn. Nhưng mà ở đây nó có một cái vết chày da, chày cái chỗ mà người ta cái lớp keo mà người ta làm ở cái viền da đó anh chị, nó chày nhẹ ngay đây. Đó. Còn bên trong thì ok hết, không có gì hết ha, mình đựng rất là nhiều đồ. Rồi cái size của hai cái ví này á, là được 19 này nhân với 9.5, còn cái này á, là được 19 luôn nhân với lại 9.5 luôn, hai cái bằng nhau luôn. Rồi cái combo ví này thì em cũng bán combo nha anh chị, không có tách lẻ ra đâu. Combo ví đứng giá 450.000 nha, combo ví đứng là giá 450. Đó là ví đợt này là em hết luôn rồi đó anh chị. Rồi tiếp theo là em có một cái combo này linh tinh nhỏ nhỏ, nhiều thứ lắm. Đầu tiên là em có một cái chiếc này để đựng thẻ cạc nè. Ban đầu em tưởng nó là da thật, nhưng mà cuối cùng là em coi lại nó không phải da thật nha anh chị. Này không phải da thật. Đó, cái giá tác gì của nó đây nè. Không phải da thật, màu xanh đen. Nhưng mà làm cũng rất đẹp nha. Cái này xài cũng cực kỳ bền luôn. Cái này là size của nó được 11 nhân với lại 7.5, để anh chị đựng thẻ cạc hoặc là tiền thì mình có thể gấp lại mình bỏ vô đây luôn. Rất là gọn ha, cái hiệu của nó là Tua. Một cái này màu xanh đen. Rồi, một cái chiếc ví mini made in Japan luôn, Osaka Japan này. Cái ví này thì tại vì ở bên Nhật người ta có xài tiền xu á, cho nên họ sẽ có những cái ví nhỏ nhỏ này để đựng tiền xu. Còn mình thì không có đựng tiền xu, cho nên là anh chị mua về mình sưu tầm da cũng được, hoặc là mình đựng linh tinh nhỏ nhỏ, trang sức gì đó cũng được ha. Làm cái ví dễ thương vô cùng luôn. Cái này hình vuông, cạnh là được 7cm, made in Nhật luôn này. Rồi một cái tag này là để gắn gắn vô túi, gắn vô đồ thôi đó. Mới đầu em tưởng là cái bản tên đó anh chị, nhưng mà cái thiết kế nó đâu phải là bản tên đâu. Mình để bản tên vô đây thì nó đâu có thấy gì đâu. Cho nên là em nghĩ là họ cũng là để thẻ cạc, những cái ví dụ như thẻ đi xe buýt, xe điện ngầm gì đó ha, họ sẽ để đây rồi họ treo ở ngoài như vậy quá. Em nghĩ là vậy ha. Và cái da này nó hay lắm nè, nó là Veritable Tanning Leader, tức là cái dòng da thuộc mộc, và nó dẻo dai, nó bền hơn so với dòng da bình thường. Nó là một dòng của da, ví dụ như hôm trước thì mình có cái F Leader đó, là Faux Leader là giả da phải không, cái này là da thật mà nó thuộc mộc như này. Vegetable đấy, nhưng mà nó nhỏ xíu thôi. Cái này thì nó cũng thơm, người ta nói là cái mùi thơm đặc trưng của da mộc. Hiệu của nó là Yoya. Yoya thì sản xuất túi rất là nhiều và giá cũng cực kỳ đắt nha anh chị. Nhưng mà cái này nó chỉ là cái tác bằng da như này thôi này, để đừng thẻ cạc đồ ha. Made in Nhật, sản xuất tại Nhật. Rồi em sẽ có một cái ví này luôn. Cái ví này là độc đáo lắm nha. Cái ví này là kén tầm. Đó, kén tầm, nhưng mà cái này nó không có được mới lắm đâu. Bản thân của nó thì cái màu nó cũng là như vậy luôn nha chị. Khi mà mình mua mới thì nó cũng như vậy luôn nha, nó không có trắng hơn được nhiều đâu. Nhưng mà cái này thì nó đã qua sử dụng nhiều nè. Chỗ này nó hơi hơi bị chốc chốc chỗ này nha. Kén tầm thì các chị nó sẽ rất là thích săn tìm để mua, tại vì cái ý nghĩa phong thủy của nó rất là cao luôn. Nó liên quan tới gia đình, hạnh phúc gia đình đâu đó. Cái về cái ý nghĩa phong thủy á, thì các chị sẽ rất là săn tìm. Họ có bán những cái ví, những cái túi và
bán giá cũng rất là đắt nha. Một cái ví này em thấy ở Shopee của mình cũng bán hàng hai hen á, bán 450 một cái ví như này, cũng độ mới như này nha anh chị. Bên trong này nó là cái cốp, cái này thì nó không có mới cao đâu, như này nha, nhỏ xíu à. Cái này các chị mua về để mình để phong thủy thôi, hoặc là mình đựng thẻ cạc hay là mỹ phẩm gì nhỏ nhỏ hoặc là trang sức cũng được nha. Size của nó chỉ được 10.5 thôi. Rồi bốn cái này em sẽ gom thành combo luôn, bốn cái cả bốn mini nhỏ nhỏ như này. Thì anh chị chốt giúp em mã là combo ví mini giá 450.000 cho một combo bốn cái này luôn, 450.000 combo ví mini nha. Rồi em có một cái này, một cái clutch cầm tay của thương hiệu Burberry London ha. Cái Burberry này á thì em cũng tìm hiểu rất là nhiều và em cũng có chụp hình ở trên trên Zalo á. Nếu mà anh chị muốn xem lại cái hình ảnh của nó thì mình có thể kết bạn Zalo với em ha, em có chụp hình chi tiết cận cảnh. Burberry này á thì giá nó cực kỳ cao luôn, tại vì nó là một cái thương hiệu xa xỉ toàn cầu mà. Cho đến hiện nay thì cái thương hiệu này nó vẫn còn rất là đắt đỏ nha anh chị, và được săn tìm rất là nhiều. Và cái sọc này là cái sọc sọc thương hiệu của họ luôn. Sọc thương hiệu này là cái sọc ngày xưa, sọc cổ điển á. Và khi mà em sạch tìm xem là cái Burberry là thật hay là giả thì họ có cái hướng dẫn như này, tức là chữ Burberry có chữ S như này á, là nếu như mà những cái mẫu mới sau này nha, những cái bằng da hay là bằng vải sọc, mà cái sọc mới sau này đó mà Burberry có chữ S đó, thì đa phần là hàng giả. Còn nếu như mà cái sọc mà là hàng nhái đó, còn cái sọc mà cổ điển như này mà nó có chữ S như này đó, thì nó là cái hàng cũ trước khi mà cái thương hiệu họ thay đổi, họ bỏ chữ S. Thương hiệu của họ cũng lẫy lừng lắm. Tức là họ sẽ nổi tiếng từ năm 1920, và cái tên đầu tiên họ sẽ đặt là Burberry có chữ S này. Rồi khi mà đến năm 1999 thì họ sẽ bỏ cái chữ S này đi, và kể từ đó đến nay là cái thương hiệu họ sẽ không có chữ S mà chỉ có chữ Burberry này thôi, không có chữ S nha anh chị. Đó, cho nên là để phân biệt là hàng giả hay là hàng thật á, thì mình có thể dựa vào cảm quan, dựa vào chất lượng túi cũng như là dựa vào cái thương hiệu này. Nhưng mà riêng đối với những cái dòng cổ điển, nếu mà anh chị có tìm hiểu á, thì nó là có chữ S này, nó là dòng ngày xưa thôi, và hiện tại giờ cái giới hạn của nó rất là ít, cái túi mà có được cái cổ điển như này. Đó là thông tin ở trên mạng, các anh các chị săn tìm đồ hiệu á, người ta hướng dẫn mình như vậy. Thì khi em cầm cái túi này trên tay thì em thấy chắc chắn rồi, nó rất là xịn ha, cho nên là anh chị cứ yên tâm đi, rất là xịn luôn. Ở đây nó có chữ London ở đây nữa này. Hàng của Anh ha, thương hiệu rất là đắt đỏ luôn, thương hiệu xa xỉ mà. Cái clutch cầm tay này thì bên ngoài á, là vải vải sọc cổ điển và chính hãng, còn bên trong á, là lót da, nha. Độ mới ở bên ngoài thì nó như này nha anh chị, nó không có đậm, nó không có mới cái màu hơn đâu, cái màu của nó đầm đầm vintage vậy đó. Độ mới thì cũng khá ổn phía bên ngoài, nhưng mà phía bên trong ngăn lớn này thì ok, nhưng mà hai cái ngăn phụ này thì nó bị lão hóa cái phần da lót đó. Nó lão hóa cái da lót này này ha, nó có bị lão hóa, và cái này thì mình không có xử lý được anh chị, chỉ có thể là mình thay luôn cái lót khác thôi chứ không xử lý được, không không có chùi ra được. Em cũng tham khảo thử nhiều bài viết để chùi thử sao cho anh chị, nhưng mà không được anh chị, nên tiếc lắm. Thật ra em rất là ngại khi mà bán những cái thương hiệu lớn như này, tại vì nó có quá nhiều sản phẩm đồ nhái mà, và kênh của em thì chắc chắn là không không có muốn bán đồ nhái rồi, cho nên là em chỉ giới thiệu lên đây để các anh chị nào mà nếu như mà mình thật sự thích sưu tầm những cái hàng độc cổ giới hạn như thế này á, thì mình nhìn hàng, nếu mình thấy ok đúng là em giới thiệu đúng hàng thì mình có thể mua sưu tầm giúp em ha. Còn nếu như mà anh chị không thích thì em cũng sẽ để đây em sưu tầm luôn, tại vì những cái thương hiệu lớn và nó giới hạn như này thì mình mua nó cũng rất là khó nha anh chị. Quên cái size. Cái size của nó là được 27.5 nhân với lại 19 cm nhân cái đáy á, là được 5.5. Cái phần này á, là vải nè, còn cái phần màu nâu này là da, da vân tâm. Rất là xịn nha, khóa IKK luôn. Còn cái phần khóa vàng này là cái công ty thương hiệu của cái phần khóa riêng á.
khóa kéo là khóa IKK. Rồi tổng thể thì ok hết, nhưng mà nó có lỗi hai cái bên này nha anh chị. Rồi anh chị nào thích có thể mua chốt cái này để sưu tầm ha, hoặc là mình sử dụng vẫn được nha, các chú xài rất là đẹp luôn. Giá của nó là 800 ngàn, mình chốt giúp em mã là túi sọc mini nha. Túi sọc mini giá 800 ngàn, rất có giá trị sưu tầm nha anh chị. Rồi em có một cái đây hot hit nữa này, cái thương hiệu Gonfil. Gonfil này là em có bán được, cái này là cái thứ ba. Một lần đó là cái túi du lịch combo nè, thứ hai nữa là cái túi đeo chéo, và cái túi này là cái túi thứ ba. Em có thể cầm được cái thương hiệu này, và cái túi này nó rất là đặc biệt. Khi mà em cầm trên tay thì em cứ nghĩ nó là da voi thôi đó anh chị, tại vì cái vân này, anh chị nhìn cái vân này, nó giống y chang như da voi luôn ha. Nó dày cộm luôn và nó rất là nặng luôn. Mình chưa nói tới thương hiệu, nhưng mình nói về chất da thôi, nó dày cộm rất là nặng và cái màu nó cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khi tìm hiểu rất là nhiều, em ngồi em tìm hiểu rất là nhiều về cái túi này thì nó không phải da voi nha anh chị, mà nó là da trâu nước. Đó, da trâu của Đức nha. Và cái tên của cái dòng sản phẩm này đó là Caracoli gì này, Caracoli gì nè, Made in Germany ha. Và cái tên này là cái tên của cái dòng sản phẩm này á, người ta lấy cái tên của cái một cái tay đua xe nổi tiếng của nước Đức và cũng là nổi tiếng thế giới luôn. Những cái đời đầu của thương hiệu Mercedes á, là cái ông này, ổng là một cái tay đua nổi tiếng nhất. Và người ta sẽ lấy cảm hứng từ cái tên của ổng, người ta đặt cho cái dòng sản phẩm này của Gonfil. Gonfil thì cái thương hiệu của nó là cái mũi tên như này nha anh chị. Đó, và cái da này là da trâu nước nha anh chị, và những cái bản này là những cái bản sản xuất giới hạn của cái thương hiệu này, chứ không phải là có nhiều đâu. Và cái màu của nó là luôn lên như này thôi, chứ không phải là nó cũ đâu nha anh chị, nó luôn như này nè. Dĩ nhiên là cái túi này nó cũng có độ sờn nhất định rồi, nhưng mà không phải là nó cũ. Những cái vết trắng trắng này không phải là cũ, mà là người ta cố tình ta làm cho nó vintage như vậy á. Rồi cái này thì cái size tá to, size được 43 cm này, rất là khó tìm khó gặp nha. 43 cm nhân với lại 28 cm nhân với cái đáy là 14 cm, anh chị đựng laptop là vô tư luôn đó, cực kỳ xịn nha. Đây dây là dây zin của nó luôn, mình có thể tăng đưa được nè. Khóa khoen khóa là vàng đồng, người ta dập cái Germany ở đây ha. Rồi phía bên trong, cái lót là xuất sắc nữa. Đây cái lót thương hiệu của hãng người ta đây ha, một ngăn này, hai ngăn. Túi này cũng độc nhất vô nhị anh chị, chỉ có khi mà anh chị mua đồ second hand ở những cái kênh như của tụi em á, thì mình săn tìm mới có thôi. Hàng mới bây giờ thì họ chỉ bán da bò đồ đó, chứ những cái như này thì nó rất là hiếm rồi. À, lót sạch sẽ nha anh chị, không lỗi đâu. Dĩ nhiên là túi này có qua sử dụng rồi, độ mới thì nó tầm khoảng được 80% thôi. Và cái chất da của nó là như vậy nha, chứ không phải là nó cũ đâu. Cái chất da nó là như vậy đó. Cái màu rất là đẹp luôn, nặng nữa nha anh chị, đẹp lắm, không rách lỗi chỗ nào. À, những cái vết sờn này đó, nhưng mà mình nhìn vô mình cũng đâu có thấy đâu, tại vì cái da người ta làm cái vân như này mà. Rồi xuất sắc. Ở đây thì cái đệm vai này em nghĩ là cái người chủ cũ người ta bỏ vô á, tại vì thấy nó không có phù hợp với cái túi đâu. Anh chị về mình nếu mình xài thì mình để xài, không thì mình tháo ra được nha. Ở cái đệm vai này thấy là chắc người ta bỏ vô để cho nó đỡ đau thôi. Rồi anh chị chốt giúp em mã là túi da trâu, giá là 1350 cho chiếc túi này ha. 1350 túi da trâu, bình thường là da bò phải không, cái này là da trâu thật nha anh chị, chứ không phải là tự em chế biến ra đâu, thông tin ở trên mạng ha. Đây là cái tên của cái người chủ cũ này. Em cứ tưởng là da voi không à, nhưng mà không phải. Đây cái thớ da mày sao nè, xuất sắc vô cùng. Anh chị mua cái này thì chỉ có mình có rồi đó, không ai có đâu. 1350 túi da trâu. Rồi em có một cái chiếc túi đeo chéo da bò màu đen như này, rất là xịn luôn. Phía bên ngoài thì không có gì đáng bàn hết, nhưng mà nó có hơi dơ lót, cho nên là cái này em bán cũng rất là rẻ ha. Cái size của nó là được 28 nhân với lại 28 luôn, vuông vuông đó anh chị.
đáy là được 6 cm. Đó, nắp như này nha. Bên ngoài là độ mới cao lắm, độ mới bên ngoài được tầm khoảng 85 đến 90% luôn đó. Mới cực kỳ cao luôn, và cái này người ta làm cái kiểu rất là trẻ trung ha. Nhưng mà phía bên trong thì cái lót nó hơi, nó lót vải như này nè, nhưng mà chỗ này nó hơi thâm kim á anh chị. Này chắc mình về mình giặt phía bên trong thì nó đỡ thôi chứ nó không hết đâu. Nhưng mà nó là phía bên trong thôi ha. Bên trong thì cũng có 2-3 ngăn như này. Cũng khá là xịn sò, nhưng mà nó cái lót nó hơi dơ thôi. Cho nên là anh chị nào mình bỏ qua được thì mình hãy chốt cái túi này nha. Rất là đẹp luôn. Mà cái này giá của nó là 450 ngàn. Mình chốt giúp em mã là túi chéo đen 450. Size nó là size mini, không vừa A4 đâu nha anh chị. Này mình đeo đi làm, đi chơi, đi học rồi thì được. Nhưng rất là chắc ha. Rất là đẹp luôn. Độ mới cao lắm. Không cũ, không rách lỗi đâu. Rồi em có một cái chiếc túi chéo da bò. Màu nâu bò cực kỳ đẹp luôn và da mộc ha. À, cái này thì nó size nó nhỏ hơn so với cái túi da trâu hồi nãy. Để em coi coi vừa A4 không nè. Size là được 35 cm, là vừa A4 đó nha anh chị. A4 của mình là tầm khoảng 30 là mình vừa rồi. Này A4 mình để ngang ha. Nhân với lại 28 nè, nhân với cái đáy là được 8 cm. Cái này là hàng hiệu của Dakota, hàng hiệu của Nhật ha, hàng hiệu nổi tiếng của Nhật. Và thương hiệu này giá cũng khá là đắt đỏ đó anh chị. Đây, cái túi của nó là phơm như này. Đó, khi mà em chưa động phơm là nó như này nha. Rồi, do là nó là da mộc và nó cũng đã qua sử dụng rồi, cho nên là nó có một số cái vết ở trên mặt da này. Đó, ở đây là nó hơi hơi trắng hơn chút xíu nào. Và ở đây là nó giống như là da của mình thì nó có chỗ rồi mồi, thì da mộc thì nó sẽ có gọi là lên nước như vậy nè anh chị. Một đốm, hai đốm. Kình cũng khá là đẹp nếu mà anh chị nào mà thích xài da mộc nha. Còn anh chị nào mà thích xài đồ mới á, thì nhìn này thì thấy nó cũ. Còn mình thích xài đồ mộc, mộc mạc á, thì mình thấy cái này mình thấy nó đẹp. Tùy theo sở thích của từng người thôi. Lót là lót vải nha. Hình như cái lót nó cũng hơi dơ. Đây, cái lót nó hơi dơ nhẹ chỗ này nè. Dakota ở đây ha. Túi này cũng khá là xịn, có cái lót trong luôn. Cái mình đựng đồ nhiều thì mình lót, còn không thì mình để cho nó xẹp xuống như này. Trong này cũng có nhiều ngăn. Rồi, dây là dây zin theo của nó luôn, của Dakota, hàng hiệu lớn của Nhật. Dây là dây da luôn nha anh chị. Cái túi này mình chốt với em mã là túi chéo nâu, giá là 550 ngàn. Túi chéo nâu ha. Đó, túi chéo nâu là 550. Rồi em có một cái chiếc cặp. Cặp này là cặp laptop. Cái hiệu của nó là Gree này, KRRE. Cái màu này là cái màu nâu đỏ đó anh chị nè. Ví dụ như nâu bò là cái này nè, còn này là nâu đỏ. Màu nâu đỏ, cặp đựng laptop đi làm, đi học rồi đó. Nhưng mà cái cặp này nó độ mới không có cao. Nó có những cái này, những cái vết da rạn như này nha. Cho nên là nếu anh chị chú bác nào mà mình muốn mua xài thôi, không có quá chú trọng, mình chỉ muốn xài da thật á, thì mình hãy lấy cái này, tại vì độ mới nó không có cao đâu. Khoen khóa thì nó cũng có cũ luôn. Cái túi này nó hơi cũ á, cho nên là chỉ là được cái da là da thật thôi nha anh chị. Giá nó cũng rất là mềm. Có thương hiệu lớn mà, cho nên là dập hiệu là lót dập hiệu hết luôn, lót lụa. Da thật này, nhiều ngăn này. Khóa là khóa kim loại. Đó, bên trong là mình đựng vô tư luôn. Cái này các chú xài chắc được nè, tại vì cái màu này nó đầm. Rồi, bên trong là có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Phía bên sau là có một ngăn nữa. Cái lót là lót là đồ hiệu nha anh chị, nhưng mà độ mới không cao. Khoen khóa thì có dập hiệu luôn. Đó, dây là dây zin ha. Ok hết, nhưng mà lỗi là lỗi ở cái phần mặt da, nó có hơi trầy xước nè. Độ mới nó khoảng tầm 70-72% thôi nha anh chị, không mới cao đâu. Những cái lỗi ở trên này nè, lỗi do cái da nó dính với cái da, rồi cái mình mở ra thì nó bị bung như này á. Nhưng mà mình xài thì vẫn ok thôi, nó sẽ không có bị từ cái vết đó, nó không có ăn loang ra đâu. Cho nên mình yên tâm ha. Cái size của nó là được 40. 40 này, nhân với lại 30 to đó anh chị. Nhân với lại 8.5. Cũng khá ổn ha. Nhưng mà lưu ý là độ mới em báo là từ 70-72% thôi nha. Có những cái xuất sắc rồi. Rồi, cái túi này em bán cho mình với giá 400 ngàn. Mình chốt cho em mã là cặp số 2 nha, giá 400. Cặp số 2, 400.
Đó, tập da bò thật. Em có một cái chiếc clutch cầm tay của thương hiệu là Nom á, NOM á anh chị, của Hàn Quốc. Cái này là da bò người ta dập cái vân thôi chứ không phải là da độc lạ đâu nha anh chị. Da bò dập vân và độ mới của nó là tầm khoảng 79%, không mới cao ha. Nhưng mà cái size này thì anh chị đựng giấy tờ đồ đó là vô tư nè, đựng quăng quật là không có lo nó bị hư gì hết. Size 30 nhân với lại 20 đá ra được 5.5, màu đen nha anh chị. Như này, bên trong lót xịn luôn, của Hàn Quốc. Hàng này của Hàn Quốc nha anh chị. Đó, hiệu ở đây. Bên trong là được một ngăn lớn này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ và ngăn nhỏ nhỏ bên đây nữa. Phía ngoài sau thì có thêm một ngăn nữa. Này là da bò thật nha anh chị. Như này ha. Rồi khi em không độn gì hết thì nó như này. Tác sắt của nó đây luôn. Giá của nó là 350.000. Mình chốt cho em mã là túi đen cầm tay, giá 350. Đôi khi mình thấy nó cũ rồi mình bán, em mình mua với cái giá là vài trăm ngàn đó anh chị. Nhưng mà những thương hiệu này rất là đắt đỏ nha. Thì dĩ nhiên là mình mua hàng đã qua sử dụng thì được lợi cái là mình mua hàng hiệu lớn này. Nhưng mà giá nó rất là mềm rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải xài được hàng si. Để thôi mình nhận về cái mình thấy mình hụt hẫng do nó cũ nha anh chị. Như với những cái này á, thì giá 350 thì dĩ nhiên là độ mới nó không cao bằng khi mà em bán 600-700, 900, 1 triệu gì đó. Thì giá nó phải đi đôi với cái độ mới của cái túi rồi. Đó, cho nên là cái này nè, anh chị mình xài vẫn được thôi, mình cầm ra đường thì vẫn ok, không rách lỗi, vẫn đẹp ha. Nhưng mà mình phù hợp để mình đựng giấy tờ gì đó thì mình xài bền, dựng được nhiều. Rồi, 350 nha. Chốt dùm em mã gì đó, em có ghi đó. Đây, mã là túi đen cầm tay. Túi đen cầm tay, giá 350.000. Rồi cái combo cuối cùng đi. Combo cuối cùng của video ngày hôm nay là em sẽ có một cái chiếc túi da của nữ. Túi này của nữ, thương hiệu là Yoshida này, Poster Yoshida của Nhật Bản. Nhưng mà cái độ mới của cái túi này nó không có cao, nó có lỗi ở phần quai này. Đó, nó lỗi phần quai này nha, lỗi quai này, cho nên là em sẽ bán giá rẻ luôn cho mình xài này. Túi này á, thì mặt ngoài này là bằng da, da rất là xịn ha, nhưng mà cái quai này nó hơi lỗi, cho nên là nếu mà anh chị chú bác nào mình mua về để mình đi chợ, đi đựng đồ linh tinh đâu đó thì mình mua cái này để mình đựng, mình không có tiếc những cái túi xịn của mình ha. Còn như mà mình đi mình cần một cái túi mới đẹp thì không nên chốt những cái combo, tại vì combo là em đã bán giá rẻ thì dĩ nhiên là nó không phải là quá đẹp quá xịn rồi. Một cái túi này cộng với lại hai cái ví này thì không phải da thật nhưng mà độ mới nó cao lắm, đó là giống như là da đan vậy nha anh chị, nó không phải da thật nha. Đó, một cái túi đứng như này độ mới cực kỳ cao luôn. Một cái ví này cho nữ này, một cái ví và một cái ví này cũng y chang vậy luôn, này nó chung một combo này. Này là cho nữ ha. Cái ví này là giống như chưa xài luôn, nhưng mà không phải da thật, không có thấy thương hiệu, cho nên là em gom combo em bán chung với cái túi này luôn. Túi này thì nó có lỗi ở cái quai này. Đó, anh chị hết về mình tháo cái này ra hết thì nó là bên trong là nó phần vải. Cái này là cái vải người ta sơn lên đó anh chị, chứ không phải da đâu. Đúng rồi, cái này là cái vải nè, người ta sơn cái lớp chống nước lên anh chị, cho nên là nó mới bị chóc như vậy ha. Rồi, em mới phát hiện, em cứ tưởng nó là da, không, không phải da nè. Cái này với hai cái này, rồi anh chị chốt em combo đi. Mới đầu em tưởng da cho nên là em định bán là 380.000, nhưng mà nó không phải da đâu, cho nên là mình lấy nguyên combo này hết đi ha. Em chỉ tính giá là 200.000 thôi. 200.000, mình chốt giúp em mã là combo túi nha. Combo túi giá 200.000 thôi. Rồi, hai cái ví này thôi là đã đủ tiền rồi đó anh chị. Combo túi giá 200.000 giùm em. Đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà không phải bằng da, nó là bằng vải mà người ta sơn một cái lớp và chống nước lên. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay và hẹn cả nhà vào video vào ngày mai. Em sẽ giới thiệu thêm nhiều sản phẩm nữa để anh chị chú bác mình lựa chọn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.